Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề được tiếp rước dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Thi Thiên 49 từ câu 5 đến câu 20. Vì sao tôi phải sợ hãi trong ngày tai họa khi sự gian ác của những kẻ muốn tiếm vị tôi vây phủ tôi? Chúng tin cậy nơi tài sản mình, khoe khoang của cải dư dật của mình. Không ai chuộc được anh em mình hoặc trả giá chuộc người ấy nơi Đức Chúa Trời, để cho người ấy được sống mãi mãi không hề thấy sự hư nát. Vì giá chuộc mạng sống quá đắt, người ấy không thể trả nổi. Vì người ta thấy người khôn ngoan chết, kẻ điên cuồng và người ngu dại cũng chết như nhau, để lại tài sản mình cho kẻ khác. Chúng nghĩ trong lòng rằng nhà mình sẽ còn mãi mãi và chỗ mình ở vẫn tồn tại từ đời này qua đời kia. Chúng cũng lấy chính tên mình đặt cho đất ruộng mình. Nhưng loài người dù giàu sang cũng chẳng còn mãi. Nó giống như thú vật phải hư mất. Đường lối chúng là sự ngu dại của chúng, và những kẻ theo chúng thích lý luận của chúng. Chúng bị đình xuống âm phủ như bầy chiên. Thần chết sẽ chăn giữ chúng. Buổi sáng, người ngay thẳng sẽ giày đạp chúng. Hình hài của chúng bị tiêu hủy. Âm phủ sẽ là nơi ở của chúng. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ cứu chuộc linh hồn tôi khỏi quyền âm phủ, vì Ngài sẽ tiếp rước tôi. Chớ sợ khi một người trở nên giàu có, khi vinh quang nhà người ấy tăng lên, vì khi chết người ấy chẳng đem gì theo được. Vinh quang cũng không theo người xuống mồ mả đâu. Dù lúc còn sống, người ấy kể mình là được phước và được người ta ca ngợi khi người thịnh vượng. Người ấy sẽ đến cùng dòng dõi tổ phụ mình, sẽ chẳng còn thấy ánh sáng nữa. Người nào hưởng sự giàu sang mà không hiểu biết gì, giống như thú vật phải hư mất. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Thi Thiên 49 câu 20. Người không hiểu biết gì giống như thú vật phải hư mất. Chú chó già ngồi cạnh tôi và nhìn chằm chằm vào khoảng không. Nó đang nghĩ gì vậy nhỉ? Một điều tôi biết đó là nó không nghĩ về cái chết. Bởi vì chó không hiểu được. Chúng không nghĩ về những chuyện tương lai, nhưng chúng ta thì có. Cho dù tuổi tác, sức khỏe hay của cải chúng ta có như thế nào, thì cũng có một lúc nào đó chúng ta nghĩ về cái chết. Đó là bởi vì không giống như thú vật, chúng ta có hiểu biết. Theo Thi Thiên 49 câu 20, chúng ta biết mình sẽ chết và chúng ta không làm được gì với chuyện đó cả. Không ai chuộc được anh em mình hoặc trả giá chuộc người ấy nơi Đức Chúa Trời. Không ai có đủ tiền trả cho chính mình để được ra khỏi mộ phần. Nhưng có một cách để thoát khỏi chung kết của sự chết. Đức Chúa Trời sẽ cứu chuộc linh hồn tôi khỏi quyền âm phủ. Tác giả Thi Thiên khẳng định, vì Ngài sẽ tiếp rước tôi. Robert Frost đã nói, nhà là nơi bạn được tiếp rước khi tới lúc bạn phải đi đến đó. Chúa đã chuộc chúng ta khỏi sự chết bởi con Ngài, đấng đã phó chính mình làm giá chuộc mọi người. Bởi đó, Chúa Giêsu hứa rằng khi giờ đã điểm, Ngài sẽ chào đón và tiếp rước chúng ta. Khi thời khắc đến, Chúa Giêsu, đấng đã dâng cho Đức Chúa Trời giá trả cho sự sống của tôi, sẽ chào đón tôi vào nhà của Cha Ngài với vòng tay rộng mở. Bạn cảm thấy thế nào khi nghĩ về sự chết? Lòng tin quyết của bạn vào thiên đàng được đặt trên nền tảng nào? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa, con thật biết ơn vì Ngài đã sắm sẵn một chỗ cho con cái Ngài. Con trông đợi được về với Ngài. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày.